Đấy, mời anh chị ạ. Ừ, anh không cảm cầm tay. Anh Mỹ sáng nay ăn được bao nhiêu, thưởng thức bao nhiêu con lợn, khai thật đấy. Được 4 năm con. 4 năm con. Cái này ngon này. Cái này này. Cái này hôm qua có anh cho mình ăn rồi. Hôm qua em tưởng là lòng lợn em ăn ngon này. Thì nó vẫn là thì nó vẫn là lòng gì đó. Tràng lợn. Đây là nó ở ngay đít lợn mà. Tràng lợn quá. Hôm qua về anh Hải mới em nói cho hai chị biết. Lúc ăn gì thì không ai nói. Nhưng mà lúc ăn thì ngon đúng không? Cái đoạn này nó dày mà. Cái này quá chín rồi đấy. Anh ngoài quay lợn ra mình còn quay con gì khác không anh? Dạ vì vẫn quay mà. Dạ. Anh em có thích cái đuôi không? Để bảo anh ấy sợ cho cái đuôi. Được á, em thích ăn đuôi. Nóng hổi hổi luôn. Này. Này ăn nóng hổi mới khỏi ăn. Ui, em sai rơi, anh quay đi nào. Được, ok. Chảy nước miếng. Chảy nước miếng à? Con dao này cũng được của nó đấy nhỉ. Không cần phải bỏ cái sắt ở giữa à? Em rút rồi. À rút rồi. À bác mật. Sao nhiều nơi lá bác mật nó còn xanh gì mà nhỉ? Đấy là kiểu gì? Em cho lá xanh đó lên. À. Con này em là chuẩn, đúng là chuẩn lợn bản đấy nhỉ. Anh cứ bỏ hết cái lá mỡ ở ngoài ra đúng không? Mỡ nghe nhỉ? Ừ. Này hơi béo. Béo mới thơm nhỉ? Ngon. Những người sành ăn thì thích ăn cái lợn này hơn là cái lợn mà nó nạc quá. Lợn quay vịt quay đây. Khi mà anh em mình đi một vòng thì cũng kiếm được quán lợn quay nhưng mà rất phải nói thật là con lợn này hơi mỡ. Còn nói bé nói to sợ chủ nhà nó rất buồn. Nhưng mà kiếm được chỗ ăn là tốt rồi, trời mưa. Đây, chào anh nhá. Mời anh ra đòn nhá. Thôi anh em, các em ơi vào việc đi. Em mời anh chị ạ. Mời anh chị nhá. Đây. Thảo đâu? Anh em ra đòn đi. Đây, mời anh em nhá. Miếng này rất là ngon, tuyệt vời. Ngon lắm. Wow. Em miếng to. Mời anh chị ạ. Ảo lên anh. Anh ăn không cảm cầm tay nhá. Có giấy rồi đây, không sợ. Ngọt đẹp nhưng mà con này ngọt, thơm, không bị hôi. Anh Mỹ sáng nay ăn được bao nhiêu, thưởng thức bao nhiêu lợn rồi, khai thật đây. Được 4 năm con. 4 năm con. Miếng to quá, không nhè được. Mọi người ăn đi, các em ăn tí cho nó vui mồm vui miệng mà béo bộ béo mà ở gì đâu. À, bánh trưng đen ăn đi em. Bánh trưng đen là đặc sản ở trên Bắc Sơn. Anh em tôi đi lễ hội ăn uống ngại nhàng ngại bạc.